Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu vòng 2 của giải Ngoại hạng Anh thì vòng 2 của giải Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra trong các ngày 13, 14 và 16 tháng 8. Trong ngày 13 tháng 8 sẽ diễn ra các trận đấu. Vào lúc 18 giờ 30, Aston Villa tiếp đón Everton trên sân nhà. Ở khung 21 giờ sẽ đồng loạt diễn ra 5 trận đấu. Đó là cuộc so tài của Arsenal với Leicester City, Brighton đối đầu với Newcastle United, Manchester City gặp Bournemouth, Southampton đối đầu với Leeds United và Wolves đọ sức với Fulham. Vào lúc 23 giờ 30, Brentford tiếp đón Manchester United trên sân nhà. Trong ngày 14 tháng 8 sẽ diễn ra 2 trận đấu. Ở lúc 20 giờ, Nottingham Forest sẽ tiếp đón West Ham trên sân nhà. Và lúc 22 giờ 30, Chelsea sẽ đại chiến với Tottenham. Đây cũng là trận cầu đinh của vòng đấu thứ hai. Trận đấu muộn nhất của vòng 2 là cuộc so tài của Liverpool với Crystal Palace trên sân vận động Anfield vào lúc 2 giờ ngày 16 tháng 8. Cập nhật bảng xếp hạng của giải Ngoại hạng Anh trước vòng đấu thứ hai như sau. Tottenham dẫn đầu với 3 điểm, Bournemouth đứng thứ hai với 3 điểm, Arsenal xếp thứ ba với 3 điểm, Manchester đứng thứ tư với 3 điểm, đứng thứ năm là Newcastle United 3 điểm, xếp thứ sáu là Brighton 3 điểm, đứng thứ bảy là Leeds United 3 điểm, xếp thứ 8 là Chelsea 3 điểm, đứng thứ 9 là Brentford 1 điểm và xếp thứ 10 là Fulham 1 điểm. Đứng thứ 11 là Leicester City 1 điểm, xếp thứ 12 là Liverpool 1 điểm. Các đội bóng đang có 0 điểm là Manchester United, Wolves, Everton, Aston Villa, Crystal Palace, Nottingham Forest, West Ham và Southampton. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về kết quả của các trận đấu tại vòng 2? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về những tin tức của ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá và tin tức bóng đá mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.